Xin chào mọi người đến với kênh Lê Linh miền Tây. Hôm nay thì Linh sẽ làm bánh chuối chiên nha mọi người. Thằng bé Khang nhà của Linh đó kêu mẹ ơi bữa nay làm bánh chuối chiên ăn, nên Linh mua bột về Linh làm bánh chuối chiên nha mọi người. Đây Linh mua nửa ký bột gạo nè, bột sa đéc 3 chữ A đó mọi người. Giờ Linh cắt ra đường vô cái chén đi. Đường thử ra được mấy chén bột nha mọi người, khoảng 2 chén rưỡi bột nha. Bữa nay Linh chiên bột bằng nước sữa đậu nành nha mọi người. Giờ Linh gót sữa đậu nành vô 1 chén, 2 chén, cho nửa chén nước nữa đi. Mình khuấy ra. Khuấy ra cho nó tan bọt hết luôn nha mọi người. Giờ nữa cái bọt Linh được lường được 2 chén rưỡi bọt này là mọi người. Giờ Linh cũng đổ vô 2 chén rưỡi sữa đậu nành, giờ nó cũng vừa đó mọi người. Linh thấy gì là vừa mà chiên rồi đó. Giờ Linh bỏ khoảng có 2 muỗng đường ăn cơm mọi người. Mình bỏ vô khoảng 2 muỗng đường ăn cơm. Cơm đó. Mình Linh bỏ 1 miếng nước màu đường vô cho nó lên màu cho nó đẹp đó. Còn đây là chuối nè, đi mua chuối này nó hơi mùi đó mọi người. Nè, chuối này nó mùi chiên nó chín ngọt nó ngon lắm, nó vụn ra luôn. Chuối này Linh mua cũng vừa, cỡ này là vừa chiên mọi người, cỡ này là chiên cái bánh nó ăn nó ngọt nó ngon lắm. Bột giờ cũng được, Linh tiến hành đi chiên. Giờ Linh đi ép chuối, chuối của cái chảo của Linh nhỏ đó nên Linh chiên, Linh cắt cái chuối ra làm hai nha mọi người. Cái bọc đựng sữa đậu nành nãy nè, Linh bỏ vô ép chuối luôn, xếp lại Linh ép chuối. Ép có gì là được đó mọi người. Bỏ vô đây. Chảo nóng giờ Linh cho dầu ăn vô. Dầu nó nóng nè, Linh sẽ đi đổ bánh nha mọi người. Thì cái chai dầu ăn đó, Linh cắt ra Linh làm cái đồ đổ bánh luôn. Có một quán chuối rồi mình.
bánh của Linh Chiên là nó vàng, nó xì lên rồi nè, vàng bự lên, xì bự lên đó. Bánh Linh cũng vàng mọi người, xấu xấu vậy chứ thấy ngon lắm mọi người. Nhìn cái bánh nó nở nó phì nè, phì bự ra nè. Linh gấp ra trên gáo dầu.